Cuối cùng ta cũng luyện xong thân thảo dược rồi. Không, thảo dược của ta, bao nhiêu công sức của ta. Không, mẹ ơi, sợ xem đầu mẹ có nóng không vậy hả? Mẹ ơi, khả năng là con phải đi săn xe quan tài sớm thôi. Khả năng là con phải đi săn xe quan tài sớm thôi. Cái con kia, tao chỉ bị ốm thôi chứ tao đã chết đâu mà săn xe quan tài cho tao. Đồ bớ hiếu. Lạnh lắm hả? Nặng lắm hả? Nặng lắm. Thế nếu con coi bánh thì sao nhỉ? Bánh đây. Ui dồi ôi, đang đói. Từ sáng tới giờ mẹ chưa được ăn cái gì rồi. Đấy, bây giờ mẹ đã biết tại sao lúc nào mẹ cũng ốm. Mẹ lười vận động, ham ăn. Buồn cười, mẹ sống là để ăn, ăn thì mới sống được chứ. Lười à? Trời ơi, ăn uống cái gì, đi vận động nhanh lên. Mẹ, đói quá. Nghiêm vào, nghiêm. Giao cơ, giao. Mà thôi, tập thể dục đi. Chân vậy mẹ, tập thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, 4. Hít thở, hít thở, hít thở. Hít thở, hít thở, hít thở, hít thở. Như thế này hả? Mẹ tập như thế là tập kiểu gì? Khi mẹ quẩy quẩy quá nhìn chán đời. Mẹ phải tập đúng động tác vào. 1, 2. Tập kiểu này mỏi lắm. Khi mẹ có cái gì khác không? Đưa đây mẹ tập cho. Tập cái này không làm được. Đây. Cái gì đây? Đây là tất cả của cải tài sản của nhà mình. Con cho mẹ bác đi. Mẹ phải tập luyện thì nó mới có sức khỏe. Nhìn mới có sức sống. Giống như con đấy. Thì đỡ khác, nhưng mà nước này nó cứ lạ lạ thế nào ấy. Wow, sao mẹ cảm thấy người mẹ tràn trề năng lượng thế nhỏ? Sao mẹ thấy tràn trề sức khỏe sảng khoái thế này nhỏ? Cám, dạ. Nhìn mẹ đây. Ôi trời. Trời ơi, sao lại đẳng cấp thế nhỉ? Một tay bê cả giang sơn. Sao lại nhẹ thế? Đâu, con con bé thử. Ôi dồi ôi, và đúng là khác một loại buồn bực. Ảo thế nhỉ? Đấy, mày thấy chưa? Tự nhiên giờ mẹ thấy mình quả dã man. Không, ta vẫn là con gái. Ba nãy thì phải. Con cứ ra ngoài đi, để mẹ nói chuyện với chú ấy. Hả? Dám ăn trộm đồ của bà. Ôi dồi ôi, thôi xong mình rồi. Mày cao thế. Đây, chuyên bà nha. Tôi chấp bà đánh tôi trước một cái luôn. Tôi chấp bà đánh tôi trước một cái luôn. Chỗ này nhiều máu này, chỗ này đau nhất này. Đấy, bà đấm đi, tôi cho bà đấm trước đây. Đấy, bà vào mà đấm. Ây da, ây da. Sao bà mạnh thế hả? Mạnh thế? Thế có bị sao không? Đừng mà. Này, đau không? Ây da, đau quá bà ơi. Tao mới cầm nhẹ thôi mà. Đứng lại. Đừng mà bà ơi. Mày đứng lại đi. Đứng lại đi mà. Tôi lỗi vậy. Tao đấm một cái thôi. Không, người hay là quái vật vậy? Đấm gì mà đau thế? Tao là người mà. Từ nãy tới giờ đã đấm mày phải nào đâu. Đứng lại đi. Tôi
tôi xin bà đi, tôi lạy bà mà. Cho đấm cái đi mà. Đứng lại đi, cho tao đấm cái đi. Con chạy được nữa rồi. Chạy đi, chạy tiếp đi, tao đang khoái. Nhưng mà con mệt lắm rồi, con xin bà đi, bà tha cho con đi. Tha cho con lần này đi bà. Bà chưa đánh được cái nào đúng không? Thế đừng thì bà. Về đồn công an nhé. Sao mình khỏe thế nhở? Xong chưa mẹ? Nó đâu rồi? Đâu rồi? Hả? Ui, vỡ ngó rồi mẹ ơi. Bye bye nhá. Đấy, mẹ đem nó có tí thôi mà nó bay tí lên trên rồi. Mẹ ơi. Hả? Con có cách làm giàu cho cả nhà mình rồi mẹ. Cách làm giàu á? Như thế nào? Cách như này này. Thế là? Thế mẹ vừa giúp được người, vừa kiếm được tiền á. Xè với cô, sao lại mất điên vào lúc này chứ? Ây da, đã đau lưng rồi còn bắt ông già đấy nữa. Gần xuống lỗ rồi còn bắt đẩy xe thế này. Ôi dồi, cái lưng đau quá, không đẩy được rồi. Ê, có ai không? Giúp tôi với. La la la, có ai vừa kêu giúp gì đấy nhỉ? Cứu, cứu, cứu. Ông ơi, cô ông ơi, bị làm sao thế? Xe tôi bị hết điện, tôi già yếu, giờ đầu lưng không đẩy được nữa. Này ông, thế thì để tôi giúp cho. Tôi bưng một phát là cho ông về nhà luôn. Chỉ cần ông đưa tiền cho tôi sẽ giúp ông. Ui, nhìn cô yếu ớt thế này, liệu có đẩy được không đó? Ông xem thường tôi quá rồi đấy. Gì thế hả? Khỏe thế. Ông nhìn tôi đây này, bọn tay thôi. Ôi dồi, đặt bạn con cây, mình như bỏ tót đi. Con quái rồi đấy, con chuẩn bị chưa? Được đấy, được đấy. Đã. Cứ như thế này thì tốn thời gian quá mà. Để con giúp. Này, này, làm sao? Làm sao dừng lại? Chết rồi, chết rồi. Ê, từ. Ông ơi, con chết rồi. Cháu xin lỗi. Ông ơi, ông có sao không? Sao tiên sư nhà mày? Tao gãy thêm một đốt sống được đi. Mày trêu ông hả? Đúng là anh tàn phá hoại, chẳng được tới sự gì, chỉ có phá thôi à. Đến tiền cho ông ngay. Đúng là làm ơn mắt quán, người ta đã giúp cho ông rồi mà còn chửi á. Nàng ơi, dép mắt cao thế này tao không lấy được, hay để tao mua cho nàng đôi khác nhé. Khang, chàng phải lấy được cho ta. Ta chỉ đi đôi này thôi, không đi đôi khác đâu. Thôi, nàng đừng giận ta nữa mà. Để từ từ ta tìm cách đã. Thôi. Chúng mày vợ chồng với nhau, rảnh nợ à mà ngồi đây dỗ nhau hả? Mẹ à, tấm dỗi con là vì con không lấy được chiếc dép cho nàng ấy. Không biết đâu mà. Có chiếc dép thôi cũng cãi nhau. Cái này cứ để mẹ. Mười nghìn một lượt. Dạ được. Hút. Đứng dậy này. Này, liệu mẹ có làm được việc không nhờ? Ta cũng không rõ nữa. Chết rồi. Cam của chủ nhà rụng hết rồi. Đã phá rụng luôn. Còn có cam ăn này, mang tiền đây. Mẹ ơi, cho bọn con xin lại đôi dép trước. Dạ, nhanh đưa tiền đây. Ui, chạy đi là con bọn kia. Có biết cam nhà bà trộm mất hả? Ôi dồi ôi. Đừng sao. Tên nông dân này, người có nộp thuế cho ta không thì bấm. Em hết tiền rồi. Người đùa với ta đấy à? Ban nãy còn uống bia với bà Ha Lê, còn lố đề cờ bạc, người còn chối nữa à? Mau đưa tiền đi. Vì em chơi mới hết đây, em có nói điều đâu. Lính đỡ, giữ nó. Dạ. Mày đánh cho nó, bắt giữ tới tiền đấy thì thôi. Ôi dồi ôi, hai lần giúp người, đời mắt oán. Trả tiền cho ta. Tội vơi. Lính, có ai không? Đưa tiền đấy. Tội vơi. Ở đâu có tội án, ở đó có mẹ ghẻ ta. Hai đứa chúng mày bắt nạt mọi người à? Mau đưa tiền đây. Em không có. Mau mà lên. Dừng tay lại. Mẹ ghẻ, bà đừng lo chuyện bao đồng. Mau về lo cho con gái bà đi. Ăn không ngồi rồi, ở nhà thôi à. Làm mẹ mà không biết dạy con à. Đồ ngu si đừng đụng. Phải mày... tôi á,
tôi nhảy xuống sông đi gặp các cụ cho rồi đi. Làm mẹ mày như thế à? Hả? Đồ vô dụng, ăn hại. Bà biến ra cái gì đấy? Mày có thể chửi bà thì được, nhưng mà động đến lòng tự tôn của con bà thì bà không cho đâu. Hả? Đây của mày à? Này như vậy, này như vậy. Thở tôi ra. Chủ nhân, em đi trước người đây. Mẹ ghẻ, sao giờ bà lại có sức mạnh như vậy? Như nào? Ngươi bảo ai là không biết dạy con? Ngươi sỉ nhục ai là đồ vô dụng? Ngươi nói con ta như thế à? Bà hôm nay không tha cho ngươi đâu. Hóa ra ngươi là người uống nước thảo dược tu luyện ngàn năm của ta. Đến giờ phải trả lại cho ta rồi. Cảm ơn người nha. Đòi đi đây. Sao lại mẹ ghẻ? Người mất sức mạnh rồi. Thưa vua cha, con đã tới. Lan Liêu, con đến rồi đấy à? Dạ, con đến rồi. Làm sao mà con cứ giật mình đùng đùng thế? Cha ơi, cha làm sao vậy? Cha bị mắc bệnh hiểm nghèo sao? Con muốn cha chết sớm hơn mấy chục năm nữa hả? Chẳng qua là ta thức mấy ngày hôm nay để ta nghĩ xem làm cái món ăn gì mà để dâng lên tổ tiên. Một món ăn gắn liền với thiên nhiên, gắn liền với nhân dân, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với dân tộc. Nghĩ mãi chẳng ra nhất cái đầu. Cha cứ lo xa, còn 17 anh nữa lận mà. Các anh ấy sẽ tìm những món sơn hào hải vị trên trời, dưới bể. Cha yên tâm đi. Nhắc đến các anh con là ta lại chán. Thằng chán thì đi xuất khẩu, thằng thì đi phụ hồ xa xứ. Ta tin tưởng mỗi con thôi. Hả? Tin con hả? Không biết mình nên dâng cái món gì cho vua cha đây. Này, Mỹ Nương, nàng làm ta giữ hết cả mình nha. Chàng làm gì mà suy tư thế? Chuyện là như vậy, vua cha muốn dâng lên tổ tiên một món ăn có ý nghĩa, nhưng mà ta nghĩ mãi không biết dâng lên món gì. Thương vua cha quá nàng ơi. Cũng đúng, cha tuổi già sức yếu rồi. Suy nghĩ nhiều sẽ đổ bệnh, hay là chàng đi tìm xem. Đi tìm hả? Hay. Ta dù cho đi đến chân trời góc bể cũng phải tìm ra một món ăn dâng lên cho vua cha. Ta đi đây. Ê, từ từ, chàng đợi ta một chút nhé. Hả? Cái gì vậy? Đây, thiếp đã chuẩn bị cho chàng một ít lương thực, bao giờ chàng đói thì lấy ra mà ăn. Nàng thật là tâm lý, ta cảm ơn nàng nha. Ta đi đây. Chàng đi nha. Ta đi đây. Nhớ bảo trọng nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Được rồi, tạm biệt chàng. Phải quyết tâm tìm của ngon vật lạ cho vua cha. Còn nghỉ lát rồi lên đường. Đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa kiếm được cái món gì để dành cho vua cha. Yêu quái! Ngươi là ai mà dám vào rừng của ta? Đứng lại! Con chuột kia nha, ta không chơi ghẹ gì mày. Mày cút đi, đuổi theo ta làm gì? Hả? Ngươi dám đến khu rừng của ta? Hey.
Đừng! Nhà ngươi chạy đi đâu? Không! Đứng lại! Mày đừng lại gần đi! Tha cho tao! Vào lãnh thổ của ta thì ngươi không có đường ra đâu! Mày đây rồi. Hả? Anh là ai vậy? Cảm ơn đã cứu ta. Không phải khách khí, con này á, tôi cũng đang tìm đấy. Tôi tên là Thạch Sanh, người ở làng bên kia. Còn anh? Còn tôi chính là đứa con thứ 18 của vua Hùng, là Lan Liêu. Hả? Con trai của vua Hùng á? Tận nước láng giềng mà, sao lại lưu lạc ở đây? Chuyện dài dòng lắm. Tôi phải đi bốn phương tám hướng để tìm những món ăn ngủ ngon vật lạ để dâng lên vua cha cúng tổ tiên. À, cháu anh có món gì đặc sản không? Giới thiệu cho tôi đi. Đặc sản á? Món gì đi ta? Có đi. Món gì vậy? Hỏi ít thôi. Ôi, anh định làm gì? Tôi không có gì quý giá đâu. Đây, mang về dân tổ tiên, kiểu gì trả được. Thôi, hả? Tôi không lấy đâu. Sao lại không lấy? Tổ tiên bằng cái đầu tinh tinh này hết. Ui giời, lại còn chê nữa. Ở chỗ tôi, săn bắn được cái gì là đều dâng lên tổ tiên để cúng bái, hiểu chưa? Đừng khách sáo, cầm đi. Thật vậy sao? Thật. Nhưng mà tôi không nhận đâu, anh giữ lại đi. Tạm biệt nha, cảm ơn đã cứu mạng. Hẹn gặp lại, nếu có duyên. Không lấy à? Thế mang về cúng nhà mình, ngâm rượu thôi. Ở đây thật là rùng rợn. Lấy cả đầu tinh tinh ra để cúng bái tổ tiên. Na 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 na. Sao lại thả người ta như vậy? Xin lỗi cô nương, ta là người đã có vợ, nam nữ thọ thọ bất thân. Cái đồ không biết đi qua tiếng học gì hết, làm người ta té đau. Ta xin lỗi, mà cô là ai vậy? Ta là nàng Bạch Tuyết, xinh đẹp, rạng ngời, kỳ mỹ, nết na. Vậy còn chàng là ai? Nàng Bạch Tuyết hả? Trong sử sách, nàng Bạch Tuyết đẹp lắm, có đúng không các bạn? Đây, thấy gớm. Còn ta, xin tự giới thiệu, ta là Lan Liêu, con trai thứ 18 của vua Hùng. Và ta đang đi kiếm những món ăn độc lạ để dâng lên cúng bái tổ tiên. Chỗ cô có món gì đặc sắc không? Hãy giới thiệu cho ta. Hả? Phải dâng lên tổ tiên ư? Mà lại phải ngon lạ hả? À, đây, ta có món ngon độc lạ tặng cho ngươi nè. Bánh này ta tự làm đó, 30 ngày mới xong. Ngươi cầm về dâng lên vua đi. Bánh gì? Nhìn màu sắc đẹp quá ta. Wow, bánh thơm quá. Ta ăn thử được không? Ăn thử hả? Cũng được đó, ăn đi. Hả? Không được ăn. Chiếc bánh này chỉ có Bạch Tuyết ăn được thôi. Mau ăn đi. Nhưng mà ta lỡ cho chàng ấy rồi. Cho chàng nè, ăn đi. Không được, cái này chỉ dành cho Bạch Tuyết thôi. Mau Bạch ăn Tuyết đi gì? Ta dành cho chàng ấy, sao ngươi cứ lèm bèm vậy? Trả cho ta. Đưa đây. Ăn đi. Không được. Cái này cô mà ăn đi, ta chỉ dành cho cô thôi. Ta không ăn, ta dành cho chàng kia cơ. Đưa đây, đưa đây. Sao lại không ăn, ta làm cho cô mà. Không được, ta dành cho chàng ấy. Sao có một chai bánh mà cứ dành nhau ta? Cô thật là ngoan cố. Cái đồ đáng ghét này. Ta đã bảo rồi. Ăn đi. Có chai bánh cũng tranh giành nhau, gì vậy? Khốn nạn. Cô nói ai hả? Đồ ích kỷ. Mau ăn cho ta. Đồ khốn nạn. Chê giả hả? Đó, đỡ phải giành nhau nha. Mỗi người một nửa, không ai giành ai hết. Bánh này có độc mà. Ôi. Em ơi, em sao vậy? Không phải cho tôi đâu nha. Tôi không liên quan gì hết.
Mệt quá, chưa kiếm được cái gì. Bụng mình đói nữa. Ơ, đúng rồi, không biết mị nương chuẩn bị cho ta cái gì. Ơ, món gì mà nhìn lạ vậy? Thơm vậy. Bánh được làm từ gạo nếp hương, giò được làm từ thịt nạm rừng, hòa quyện với nhau thật là tuyệt vời mà. Ngon ha, quá tuyệt vời. Ngon quá. À, hết rồi, chuẩn bị có một cái vậy, ăn sao đủ được. Mình tìm mị nương mới được. Dân tìm ta. Nàng đúng là ta ở đâu nàng ở đó. Đúng rồi ta nói nè. Mị nương, nàng chuẩn bị cho ta cái món bánh gì mà ăn cuốn thế hả? À, hôm trước thiếp đi ăn cỗ, nhúng được ít xôi đem về, xong giả ra làm thành bánh như thế đấy. À, xôi nếp ư? À, ta đã suy nghĩ ra một món để dâng lên vua cha rồi nàng ơi. Lan Liêu, muốn làm được chiếc bánh đó, đầu tiên chúng ta phải đổ xôi trước. Đổ xôi? Đúng rồi, không những thế nha, mà gạo còn phải là gạo nếp nương, thì khi nấu lên xôi mới thơm chà ngã. Nàng cố gắng làm bánh thật ngon, ta dâng lên vua cha cúng bái tổ tiên. Đầu tiên thiếp sẽ ngâm gạo trong nước khoảng 2 tiếng, sau đó vớt ra rửa sạch rồi đem đi hấp 30 phút là đã được món xôi rồi. Đơn giản vậy hả? Chờ thiếp một chút nha. Các bạn cùng chờ đó nha. A few moments later. Hơi lâu vậy ta. Tên tên. Vậy là xong rồi. Chứ còn sao nữa? Nhanh vậy ta. Bây giờ thiếp sẽ giả xôi để làm bánh. Nào, cho vào cối. Đây. Mà chúng sao? Chúng ta sẽ cho một lớp dầu vào chày và cối như thế này, để khi giả sẽ không bị dính. Đây, chúng ta để một ít vào. Rồi. Đó, sau đó chúng ta sẽ lắc đều ra. Giờ mới biết. Cho đều các bề mặt. Ờ. Rồi. Không những thế, chúng ta cũng phải nhúng chày cho dính một ít dầu nữa. Đây, để tiếp làm nha. Nhúng một ít. Đó. Và đổ xôi vào nha. Đó. Xong rồi, chúng ta bắt đầu giã nát ra. Ôi, không bị dính thật kìa, nàng thật là thông minh. Rồi, bây giờ chàng giả giúp thiếp để thiếp cắt lá chuối nha. Cứ giả thôi. Đúng hả? Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ cắt lá chuối thành hình tròn để làm đế bánh nha các bạn. Có một cái mẹo muốn chia sẻ với mọi người, đó là chúng ta sẽ gấp lá chuối thành nhiều lần để ra được nhiều hình tròn trong một lần cắt. Đấy, cũng như thế này và chúng ta chỉ cần cắt hình tròn thôi. Đó, các bạn thấy hữu ích chưa? Tròn xe luôn. Wow. Đây, chúng ta đã được rất nhiều hình tròn rồi nè. Rồi nè nàng. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nặn thành hình tròn như thế này, rồi để vào lá chuối. Đó, sau khi đã nặn xong rồi, cuối cùng chúng ta sẽ cho miếng giò lên. Vậy là chúng ta đã xong một chiếc bánh rồi. Tóc bình hả? Bây giờ chàng đặt tên cho bánh đi. Cái bánh này làm từ gạo nếp hương, thân thuộc với người dân. Hay là gọi nó là bánh dày, được không nàng? Wow, ý kiến hay. Đồng ý với chàng. Vậy thì ta quyết định đặt tên là bánh dày nha. Vâng ạ. Giờ thì dâng lên vua cha thôi. Được rồi, chờ thiếp đi một thôi. Chút. Đi nào. Chàng cầm hộ thiếp. Đi thôi. Ta mệt mỏi quá. À, ông cưỡi lên. 1, 2, 3. Ông cưỡi lên. Cưỡi lên. Cưỡi lên. Đau quá. Cái thằng ếch này, mày nói nhiều làm ông nhất in hết cả đầu lên. Mày có tin ông tả cái nữa không? Ông này vậy mà em cứ tưởng. Tưởng cái đầu của mày á chứ tưởng. Ủa, ai đến kìa? Cha ơi, cha. Bọn con đã kiếm được món ăn để dâng lên tổ tiên rồi. Ồ. Tìm thấy được rồi à? Mau đỡ ông dậy, nhanh lên. Đỡ ông dậy để ông xem nào con. Món này là món gì đấy con? Vua cha cứ ăn thử đi, rồi con sẽ giải thích ạ. Vua ăn cái bánh gì mà nó ngon vậy? Ôi mày trời ăn ơi. Như thế làm sao mà ông ăn vậy được? Ăn đi. Ôi trời ơi, ngon lắm con ơi. Vậy hả?
bánh nè, còn nhiều lắm, vô cha ăn đi. Ăn vô. Được, ngon lắm con. Cho một miếng nữa. Bánh gì đó, bánh gì đó. Ăn miếng bánh, tỉnh hết cả người. Bánh này là bánh gì đấy con, tên gì đấy? Dạ, kính thưa vua cha, bánh này con đặt tên là bánh dày ạ. À, cái tên ngon, mà cái bánh nó cũng ngon. Bánh dày, được đấy con. Dạ, ý nghĩa của chiếc bánh dày này đó chính là như dân tộc ta vừa vững mạnh vừa đoàn kết với nhau, như những hạt gạo nếp này đồng lòng chiến đấu kết dính với nhau tạo nên một sức mạnh. Wow. Hay đấy con. Hay thật, cùng anh đọc. Ý nghĩa thật là sâu sắc, rất hợp với tiêu chí mà ta cần. Đúng. Thôi ngưng con. Con quả là một người con có hiếu, đúng là món ta cần. Dạ. Để dâng lên tổ tiên. Và dạ, con chính là ứng cử viên số 1 để ta truyền lại ngôi báu này. Quá. Giỏi lắm con trai. Đó chính là cách mình tạo ra bánh dày đó các bạn ạ. Mẹ răng của mẹ bé quá không để vào được. Lâu nay sao rồi bạn, con không biết nhận cái. Mỗi nhìn cửa con như thế làm sao mà vừa mồm đẻ được hả? Đưa đây, nhét thế đi luôn cả hàm tiền đạo. Có mù gì mà to tiếng gì đấy nhờ? Không biết nữa. To thế này đút vào rồi đi luôn cả răng đấy con. Này mấy cái người kia, mắt thôi lố nhìn người ta làm gì. Uống thì uống đi. Uống thì uống chứ làm gì mà nói to thế. Con Tám. Dạ. Lên đây. Dạ vâng ạ. Nhanh lên đây. Dạ mẹ. Đi qua mặt khách như thế à? Nhìn bao nhiêu mặt khách thế kia, không biết đường dọn dẹp thẳng thôi đi. Không biết đường nhìn nè. Đấy, có mỗi việc dọn dẹp thôi mà cũng không nên thân. Chưa kể nha, nước đôi của khách phải bưng lên thẳng thôi chứ. Vũng vũng về về thế, ai mà ngửi nhìn nghe được. Nhìn cứ như cái bình hoa di động, mày ngứa mắt kinh khủng khiếp. Làm được thì làm, không làm thì đi rửa góc đi. Nhà có chó không? Làm không được thì biết. Thượng đế đến uống nước à? Con Tấp, lên đây. Sắp xếp bàn, mời thượng đế vào uống nước. Dạ, vâng ạ, mời ngài. Giàu thế, nhiều vàng lắm cám ơi. Làm dễ nhà mình thích lắm con ạ. Đây, chạy hết cái giải rồi. Thấy sang bắt hoàng làm họ. Việc mình làm đi, đã còn bay đặt. Bạn bè vui quá. Dạ, mời dưới ạ. Được rồi. Nữa à? Nhìn cứ mừng mỡ nghe nhỉ. Này cô gái, cô là người ở đâu? Tóc nhiều dạ quá. Mẹ. Cái gì? Mẹ nhổ hết tóc con rồi. Ông kia đá lồng nhiều như tao mới kìa. Đá lồng nhiều? Có bạn được con ơi. Sao lại có bạn vậy? Được không cô nương? Tôi xin phép ạ. Ôi giời ơi. Này, ông thích con kia đúng không? Đúng. Lấy tôi gả cho. Ôi, con gái nhà bà bao nhiêu bạo việc luôn. Đơn giản thôi. Voi chín đồng. Gà chín vàng, ngựa chín kim cương. Đơn giản, mới tội chỉ là muối. Rồi, Tấp, vào đây. Dạ. Nghe xính lễ thế có được không? Nhưng mà mẹ ơi, con không lấy ông ta đâu. Này thì cãi này. Ai cho mà cãi ta hả? Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đấy nghe chưa? Cứ bình tĩnh thôi. Thì vẫn bình tĩnh mà, nó bị tác quen rồi. Đúng rồi, giờ cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy. Nấu cả không ăn muối cá ương. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Đúng rồi. Không ơi, qua lấy thằng này đi. Đấy, nghe người ta nói chưa? Có đúng không? Thôi được rồi, giờ tôi về chuẩn bị xin lễ rồi. Dạ được. Tặng bà thổi vạn nhờ nó phấn khởi đi. Tạm biệt. Bye bye. Hẹn ngày gặp lại nha. Bye bye. Mẹ ơi, con không chịu đâu. Thì không chịu này. Không. Đi vào nha. Làm việc đi. Bạn sắp tới đây rồi. Mà tuổi ông ấy lại bằng tuổi của ông mình. Tấm, sao đấy? Thật ra là mẹ ta. Đơn giản thôi, voi chín đồng, gà chín vàng, ngựa chín kim cương. Đơn giản, với tôi chỉ là muối. Rồi, Tấm, vào đây. Dạ. Nghe xính lễ thế có được không? Nhưng mà mẹ ơi, con không lấy ông ta đâu. Ây, thì cãi này. Ai cho mà cãi ta hả? Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đấy nghe chưa? Cứ bình tĩnh thôi. Thì vẫn bình tĩnh mà, nó bị tác quen rồi. Thôi, không sao đâu. Sau này ta sẽ kiếm thật nhiều tiền.
để có thể cưới được nàng. Cưới kiểu gì bây giờ? Đằng này mẹ ghẻ bắt ta sang tuần phải cưới ông ấy rồi. Hay là tấm này, chúng mình cao chạy xa bay đi, sống một cuộc sống bình yên, tự do tự tại. Nhưng mà trốn bằng cách nào? Còn mẹ ghẻ của ta nữa mà. Ai xời, một túp lều tranh, hai trái tim rách à? Không có cửa đâu, để con mẹ ghẻ. Xời, rửa cho sạch sẽ vào. Mẹ ơi, mẹ. Mày làm gì mà hớt ha hớt hải thế con? Hỏng, hỏng hết bánh kẹo đi rồi. Hỏng. Chị Tâm định bỏ nhà đi theo Giai rồi. Mà cái thằng Giai đấy lại còn nghèo ơi là nghèo. Bỏ nhà theo Giai lại còn nghèo. Mẹ đi đâu đấy? Đợi con với. Đâu? Nó đâu? Nó đâu? Mẹ ơi, đợi con với. Đợi con với. Đâu? Nó ở đâu? Nó đang ở đâu? Mẹ ơi, nhanh thế, đợi con với, con đã lên đâu? Đợi con kêu. Nó ở đâu? Nó ở đâu? Đợi con với, con không thả được. Nhanh lên Tâm. Đi đâu? Mẹ. Cái thằng ngu nghèo kia định đưa con gái bà đi đâu hả? Lần sau mẹ chỉ chậm thôi nha. Mẹ đi xe đạp, mày đi bộ là bảo chậm theo mày. Thế mẹ tránh ra. Thế chàng người định cướp dâu hả cái thằng này? Tâm. Chàng ơi, chàng chạy đi, nhanh lên. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chàng ơi, chạy đi, cứ kệ ta. Ôi dồi. Cẩn thận, anh Hoàng. Thằng kia, trả xe đạp đi. Phải chạy nữa à? Thằng kia, mình đứng lại cho bà. Ôi trời ơi. Chứ có làm gì đâu mà đuổi châu. Sao đuổi dài thế? Thằng kia, trả lại xe đạp cho bà. Người định ăn trộm cướp xe à? Đuổi theo nó. Ôi trời, đuổi được nó rồi. Cái thằng này. Mau, trả bà cái xe. Cháu không biết, cháu xin lỗi à. Đây, xe của bác ạ. Người, biết bà sẽ gặp con gái bà nữa nha. Không là bà chết. Nhưng mà cháu với em yêu nhau thật lòng mà. Đi về. Nghèo thì bấm nút. Không có tiền thì tốt. Nghèo thì bấm nút. Nghèo có phải là cái tội đâu. Nghèo thì bấm nút. Nghèo thì bấm nút. Nghèo thì bấm nút. Đùa với cái lão già này. Làm gì mà lâu thế? Làm ăn thế này mất khách. Cái lão già này đã già rồi còn lê mê. Ông mà không giàu á, còn lâu tôi mới gả con gái cho ông. Con rể. Rồi, con rể đến muộn thế. Thế bây giờ ta có đến muộn hay không? Dạ, không đến muộn đâu ạ. Tình hình là cô dâu đâu nhờ? Vàng thật, không phải kiểm. Cô dâu có ngay. Cáp, đưa tấm vào. Cô dâu đây chứ đâu. Ông cứ nóng vội. Lại đây. Đấy, vợ ông đấy. Đây, chỗ vàng này là của bà. Dạ. Ông ơi, tôi xin ông đấy. Ông đừng lại gần tôi. Đừng mà. Đừng tự coi. Đã trả đi rồi là cho đi luôn nhá. Không phải nói nhiều. Nếu như yêu anh, anh xin em tất cả. Sao? Thả tôi xuống. Bye bye, không gặp lại. Bye bye chị của em. Vừa bán được nó đi mà vừa lại có vàng đút túi con ạ. Chị trời. Quỷ. Thả tôi ra. Ông sẽ cho con tất cả. Thả ra. Ông ơi, tôi xin ông đấy. Ông tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi mà. Tôi hứa tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ông. Người đẹp như nàng làm trâu làm ngựa nó phí ra. Nàng phải là vợ của ta. Lại đây. Đến đây nào. Không được. Nàng ơi, thả tôi ra. Bỏ tôi ra. Tâm. Sao giọng nói này quen vậy? Là ta mà. Ôi trời ơi, sao nàng ra tay mạnh thế? Ai biết đâu. Nhưng mà tại sao lại là anh đấy? Không là ta, thế nàng muốn là ông kia à? Với số vàng này chắc chắn mình sẽ có được cô gái đó.
Đang đợi ta nha. Cái ông già này, ta không để cho ông cưới được tấm đâu. Cái ông già này đã già rồi lại còn thích gặm cỏ non à? Thế này á, xem bà ta có nhận ra không? Đó, vì nàng ta có thể làm tất cả. Cẩn thận. Giờ chúng ta có thể cao chạy xa bay rồi. Vậy là ta có thể được ở bên chàng rồi. Đi thôi. Đi. Trên con sông này giờ cũng là nơi kết thúc. Đây là đâu vậy? Sao ta mặc trang phục kiểu gì đây? Ây giời. Anh sao đấy? Vậy rồi đấy à? Sao thẫn thờ thế nhỉ? Anh ngủ mơ thấy cái gì mà hét lên đấy? Mẹ ghẻ, em cám. Hai người sao ăn mặc kỳ cục vậy nè? Còn đây là đâu? Đây là nhà anh mà. Anh ngủ một giấc mất trí luôn hả? Tấm. Tấm. Cô tránh ra đi. Cô tránh ra đi, đừng lại gần ta. Này, anh làm sao vậy? Còn Tấm với thằng Hoàng đang xích mích mâu thuẫn à? Đây chính là cơ hội rồi đấy. Cáp. Cô phản bội tôi như vậy mà còn mặc bộ thì gặp tôi sao? Ta phản bội gì anh chứ? Anh Hoàng. Đúng rồi đấy, anh Hoàng đã không thích rồi mà cứ trơ trẽn bám theo anh nhỉ. Đúng là cái đồ mặc dày, mày biết điều á thì mày lượn đi cho nước nó trong nhá. Lượn đi, còn đây là của em. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, cô mau đi đi. Tại sao anh lại như vậy với em đi chứ? Anh Hoàng đi nhanh. Điều đó là điều xứng đáng với cô. Đồ phản bội. Đúng rồi đấy con rể à. Chỉ có em mới không bao giờ phản bội anh Hoàng thôi. Đúng rồi đấy con. Hai đứa chúng mày hợp đôi thế. Há miệng ra nè. Ngon quá. Há nè, há nè. Anh Hoàng nè. Đánh nè. Giận hả? Giận hả? Không thèm. Này, đứng lại cho ta. Còn chạy nữa hả? Mày đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa. Thằng Hoàng ấy chỉ hợp với con cáp nhà tao thôi. Chưa, chúng nó hợp đôi thế kia cơ mà. Con biết rồi ạ. Nhưng mà sao mọi người lại ăn mặc kỳ lạ như vậy? Ta cũng vậy nữa. Anh sao vậy? Hả? Năm 2024 không phải là năm 1890 hả? Anh bị ốm à? Năm nay 2024 rồi. Là thế nào? Chẳng lẽ mình xuyên không hả? Nhớ cái biết điều của mày rõ vào nghe chưa? Từ bây giờ tao mà thấy mày có ý gì lén phén với thằng Hoàng ấy, liễu hồn đấy. Nhưng mà anh Hoàng là chồng của con mà. Chồng cái gì mà chồng? Vớ va vớ vẩn. Nè cẩn thận đó. Ây dồi ôi. Mẹ. Con Tấm này. Hả?
hả? Mẹ, mẹ ơi, con mẹ đã làm gì đâu? Mẹ đụng vào tao. Con, nó, mẹ già thế này mà nó cũng không tha nữa. Tôi không thể nào chấp nhận được con người cô. Đúng rồi. Đã lăng loạn còn bất hiếu nữa hả? Đúng rồi. Mà cút ra khỏi đây đi. À, anh Hoàng, tại sao anh lại nói em như vậy chứ? Anh không tin em sao? Rồi ôi cái con này. Sao cùng, quá khứ hay hiện tại, cô vẫn là người xấu tính. Đúng rồi đấy, Hoàng, cậu mau đuổi nó đi. Biến đi. Đừng để nó ở trong nhà này nữa. Cô mau cút ra khỏi đây, nhanh. Không, không, anh tin ta đi mà. Anh Hoàng, tin em đi. Không bao giờ ta tin cô một lần nào nữa đâu. Cô đừng có mà tỏ vẻ thương hại. Chuyện đấy. Mau đi khỏi đây đi. Đi đi cho đỡ dục con. Đúng rồi. Anh Hoàng, anh thật quá đáng. Nếu mấy người đã muốn vậy thì tôi đi. Này, đi con kia. Đi luôn đi. Đúng rồi, mày đi luôn đi. Mà đi luôn càng tốt còn gì. Anh nha. Lương. À. Tránh ra, tránh ra, xe không phanh, tránh ra. Chăm sóc anh một đời mà. Đi đâu đây? Anh Hoàng. Em ra. Đây chẳng phải nhà ta sao? Anh Hoàng, thiếp đã chuẩn bị đồ cho chàng rồi này. Chàng cứ yên tâm công tác nha. Thiếp đã chuẩn bị đầy đủ tất cả rồi, không lo thiếu đâu. Đây chẳng phải là ngày của ta phản bội mình sao? Được lắm, để ta xem cô phản bội ta được bao lâu. Tắm à, cảm ơn nàng nha. Lần này ta đi công tác khá lâu, nàng ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Chàng đi cẩn thận đi nha. Mẹ, anh Hoàng phải là của con. Đúng rồi, mẹ sẽ đòi lại nó cho mày mà. Cơ hội đây chứ đâu. Đi. Con vào trải chiếu đi. Dạ. Con này cũng dễ đối phó mà. Nè, hàng ngon mà hai bà nói đây hả? Này lão già kia, ông liệu mà xử cái con này đi nhá. Xử làm sao cho sạch sẽ vào biết chưa? Sạch sẽ vào. Gáp. Dạ. Này. Làm tốt, thưởng gấp 5. Ok, cứ để tôi lo liệu. Đi. Đi đi. Liệu đấy. Vào viện rồi, xử đi con. Dạ. Tôi tốt chưa? Cảm ơn. Alo. Anh ơi, chị Tám gọi, người yêu cũ về. Em cản không có được, anh về anh xem chị Tám làm gì. Ôi dồi ôi, làm gì trong đấy? Vào viện rồi, xấu về đi. Xấu hổ lắm, anh nhé, anh về luôn đi, nhé, nhé, nhé. Xong chưa? Xong rồi. Yeah, yeah. Anh Hoàng, phải là của con. Chứ còn sao nữa. Quá ra mọi chuyện là hai người này sắp xếp sao? Ủa kiếp, mày biết đây là vợ ai không? Vợ tao đó. Mày Mày hiểu lầm chị Tám rồi. Vậy thì trong lúc buồn bã, con sẽ là người kế bên. Kế hay, kế hay. Này ghẻ em cám, hai người mau ra đây đi. Sao nó lại hiện ra hả? Anh ơi, anh ơi, đấy, anh nhìn thấy chưa? Đây này. Đúng mày, em gọi anh về sớm. Nếu không là hai người này chu ba choa rồi. Đúng là mèo má gà đồng. Gì đấy? Nè, hai người, đừng có mà giả tạo nữa. Con biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện gì cơ chứ? Đấy, chính mắt con nhìn thấy. Con Tấm nó gian díu với lão già này này. Chính mắt hai mẹ con em nhìn thấy. Anh phải tin tưởng mẹ con em chứ. Chỉ có hai người là tốt với anh thôi. Buông ra. Kế hoạch của hai người là đánh ngất Tấm rồi thuê ông này để làm con hiểu lầm, đúng không? Đúng không? Ờ, vớ va vớ vẩn, làm gì có cái kiểu đấy. Mẹ đây tốt tính từ trong trứng rồi mà. Đúng rồi đấy, anh phải tin em, mẹ em nữa. Anh nhờ, anh Hoàng. Chính mắt con đã chứng kiến hết mọi chuyện. Hai mẹ con còn xả bị hả? Làm gì có chuyện đó đâu. Đúng rồi. Hãy biến khỏi nhà con. Biến. Nhanh. Không có chém đâu bây giờ. Ây da. Anh ơi, sao anh lại đá em? Em ngủ một chút rồi về nha. Biến rồi. Hay ăn đấm. Đây đây đây, đi luôn. Cảm ơn nha. Tấm, Tấm, Tấm ơi, mau tỉnh dậy đi, Tấm. Có
mà ầm ĩ vậy? Tấm, ta sẽ bù đắp cho nàng. Wow, Han ơi, đây là chỗ nào mà nhìn cao sang vậy nè? Hơn cung điện của em. Xin giới thiệu với chú em, đây là sân chơi của những phái đàn ông chúng ta. Vậy hả anh? Trời ơi, cao sang vậy. Anh dẫn em vào đi ha, em đi không thôi. Biết ui, đây đó, nè, nhìn coi hoành tráng chưa. Ui, đây là sân chơi của anh mua sân đó. Chơi với trẻ hả anh? Giỏi. Anh ơi, ở đây có những thú vui gì đó. Ôi nhìn trời sang trọng vậy. Ở đây hả? Gì gì gì, cái gì cũng có. Thì hả anh? Đặc biệt là cái món như là đào. Thơm lắm. Đào hả? Ồ, vậy hả? Đào cái món em thích nhất đó. Cho em xin trái đi. Đào đâu, đào đâu? Đây à. Đó, căn hình đó. Đồ đi em đó, cút đi. Ôi trời. Em chào các người ghê. Ơi, em tự trái đào mà đào này biết đi hả? Mà đào này biết đi hả? Đào này biết đi hả? Đó, một chú đang uống là combo này 79 thôi 180 đó. Trời, ngon giảm đâu khác rủa nhà em. Mạnh ông, mạnh ông. Dạ mạnh anh, combo này 79 bó không bó không? Tuyệt, nhưng mà nó hơi thiếu thiếu cái thứ gọi là... Được rồi. Mua xịt que. Mua cháo, mở cho anh một chút mua xịt que 1985. Ok. Ok. Music, uống đi. Đi đi đi, em rót cho nha. Em cứ chơi đào đi nha. Anh ơi, bo cho em đi. Rồi, ok ngay. Tiền đối với anh là nó đơn giản. Ô, wow. Lên là lên là lên nào, là lên. Cạn ly chứ gì. 2, 3, vô. Uống đi. 2, 3. Uống vô. 2, 3, uống. Anh Hoàng. Anh Hoàng. Này. Anh Hoàng, lại là cái mặt cô hả? Cô biến ra khỏi cái căn nhà này cho tôi nha. Tôi là tôi, không muốn nhìn thấy cái mặt cô nữa đâu. Anh Hoàng, tại sao chàng lại nói vậy? Tại sao tôi không được nói vậy hả? Tôi thích như vậy đó, tôi chán cái mặt cô lắm rồi đó, tôi biết ra. Chàng hết yêu thiếp rồi đúng không? Đúng vậy, nên là xin bước khỏi căn nhà tôi. Chàng sẽ phải hối hận. Cha ấm áp như dần thái dương. Con ơi. Hả? Hóa ra là hoàng hậu có bầu. Hoàng thượng. Tránh ra. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Cái gì vậy? Ngài mau dậy đi. Cái gì chứ? Ngài xem nè. Cái gì đây? Phiếu siêu âm thai. Alo, mày đàn ông mà đi siêu âm thai làm gì? Hoàng thượng nhìn cho kỹ đi. Kỹ hả? Đang say bất nhìn kỹ. Tôn nữ lắm tấm tên này quen vậy ta. Ủa, tên vợ mình mà. No. No. Vợ vợ ta có bầu 5 tuần. Đúng rồi. Vậy đâu, cô ấy đâu? Chẳng phải hoàng thượng đuổi cô ấy đi rồi còn gì nữa. Tầm này chắc là đang ở nhà mẹ ghẻ đó hoàng thượng. Mẹ ghẻ? Được rồi, ngươi ở đây coi nhà. Ta đi tìm vợ. Dạ, mọi việc cứ để thần lo liệu. Thôi, mình ra chợ mua mấy cái xiên bẩn về ăn đi cám. Mẹ, em cám cho con hỏi. Tấm nhà con đâu ạ? Đâu còn lâu mới nói. Đến đây làm cái gì? Con chỉ muốn hỏi tấm nhà con ở đâu, con đón nàng về nhà chăm sóc ạ. Mày đuổi nó đi rồi giờ còn đòi đón nó về á? Đợi săn sóc đây này. Đừng có mà mơ nhé, mẹ không nói đâu. Trời mẹ, con gian xin mẹ nói cho con biết tung tích của tấm đi ạ. Tấm đang mang bầu ạ. Không bao giờ. Bầu là việc của chị ấy. Cút. Biết. Xin xỏ thì bỏ tiền ra. Xin xỏ thì bỏ tiền ra. Đồng tiền đi trước mới là đồng tiền khôn. Nếu mà con hiểu rồi. Đây, mẹ nói cho con biết tung tích của tấm đi ạ. Bảo thế mà cũng đưa tiền. Ôi giời, anh Hoàng định dùng số tiền này để dụ con nói chị Tấm đang ở nhà cũ dưới kia. Mà con đâu có ngu, còn lâu con mới nói. Trả anh, chị Tấm em á, không bao giờ em nói cho em biết là ở đâu đâu. Anh cảm ơn nha. Mẹ, sao anh Hoàng không hỏi mẹ con mình nữa nha. Mày nói hết rồi còn đâu nữa. Tiền thì trả cầm đi, còn đưa lại nó. Thế con nói hết hả? Ừ. Con nói lúc nào nha. Ui giời ơi. Con à, mẹ xin lỗi con.
đã không cho con được một gia đình hạnh phúc. Tâm, anh xin lỗi hai mẹ con. Tạnh mưa rồi, mình phải đi chợ đã. Sao nàng lại ở chỗ khổ cực như vậy? Ta giúp nàng một tay. Em xinh đẹp đi đâu mà vội vậy? Rảnh làm vợ bọn anh đi. Các em tránh ra đi, nếu không tôi hét lên đây. Tránh ra, hét đi, có ai không? Cứu tụi con, có ai không? Cứu đi, cứu đi. Quay lên. Ôi trời, ai cho chúng mày đụng vào cháu tao hả? Ở đâu có tội ác, ở đó có family. We are family. Family hả? Ai chà, ở đâu mà xuất hiện lũ vịt trời này vậy ta? Mày giỏi lắm. Chị cứ đứng yên ở đây để em. Cẩn thận đi. Ở đây để mẹ lên hỗ trợ con cám. Cuối cùng cũng xong gì? Mà sao tắm đi lâu về vậy ta? Hay là có chuyện xảy ra? Không được, mình phải đi tìm. Thả ra. Chúng mày đánh tao hơi bị đau đấy. Bọn mày cũng khỏe đó. Nhìn bọn bố mày nè, quẹo hết cả tay rồi. Các người mau thả bọn ta ra. Chúng mày có giỏi thì cởi ra, tao với mày solo một đứa. Một là gọi người nhà mang tiền tới đây, hai là để lại em xinh tươi kia phục vụ bọn ta. Mày bị ảo à? Nhà ta đủ người, chúng mày úp trọn rồi, còn ai mang tiền nữa? Này, cô ơi, động vào ta. Da bọn này mạnh lắm. Này, thả ta ra. Cắn luôn đi con. Thả cắn ta ra. Cắn luôn. Cắn đi nè, cắn đi, cắn đi. Mình vậy ta. Mày mà để tao thoát ra được á, tao sẽ bẻ cổ mày luôn đi. Mà định bẻ cổ hả? Nè, bẻ đi. Bẻ đi. Bẻ đi. Buông ra, buông ra. Chết tiệt. Cứu, cứu. Ai mới kêu dừng lại vậy? Có mỗi mình thôi mà. Hả? Cứu, cứu, cứu. Mau thả người nhà của ta ra. Chỉ dựa vào một mình ngươi mà dám đánh với bọn ta sao? Có giỏi lên đây. Cứu với, cứu với. Chuyện lần này á, cưỡi trói cho mẹ, mẹ đánh bớ đầu nó luôn. Được lắm, ngày hôm nay ta sẽ cho các người biết hối hận khi bắt người nhà của ta. Giỏi. Giỏi. Hay quá. Giỏi quá, giỏi quá. Đánh đi, đánh kỹ tay nó. Đại ca. Đại ca ơi, các ngươi được lắm, ta sẽ trả thù. Mọi người có sao không? Mày đi đâu với tao á? Tấm. Tấm à, nàng cho ta xin lỗi, hãy về nhà. Thôi, lỗi gì, đi về nhà đi chị. Ơ nè, đi. Kìa Tấm. Nàng hãy về nhà với ta, để ta được chăm sóc nàng với lại con. Không, ta không về đâu. Kìa mẹ. Cái gì? Nói giúp con. Con đứa đi. Không nữa. Để mẹ giúp cho. Đây, thôi hai vợ chồng chúng mày lấy nhau cũng được mấy năm rồi, về nhà đóng cửa bảo ban nhau. Cái nhà cũ ấy rách nát rồi, mẹ cho người khác thuê kiếm nhiều tiền hơn. Mẹ không có chỗ dung thân đâu, về nhà với nó đi. Này, có con có cái rồi, chẳng lẽ bụng ảnh ra vậy mà không có bố à? Giờ nó còn bé, nó không biết gì, chứ lớn lên nó biết rồi á, tội nó lắm. Đúng rồi, nghĩ cho kỹ, tất cả là vì con. Tấm, nàng đi qua đi còn gì nữa. Ta rồi đúng không? Lần đầu cũng là lần cuối ta tha cho chàng, nhưng không có lần sau nữa đâu. Được, ta hứa sẽ không có lần sau. Giờ mình đi về. Có khi nào bị lừa không ta? Nghi nghi. Đau hết cả mặt. Chào anh em nha. Tới rồi. Đây là số tiền bàn giao. Thì tốt lắm, vất vả rồi. Ok trai ơi, lần sau có dịch vụ gì cứ nhờ bọn em. Bọn em diễn đỉnh cao Hollywood luôn. Giờ bọn em lấy tiền đi uống bia. Bye bye, bye nha. Bye nha. Ok, tạm biệt anh em nha. Vậy là kế hoạch cua lại vợ bầu của mình đã thành công rồi các bạn. Giật hết cả mình. Này, chúng
mày nhìn mẹ con tao xịn không, giàu không, kết xù không? Cái xe tên nào vừa mới mua mẫu mới đây, 50 triệu đô. Hả? Ghê. Mẹ làm gì? Này, trả tiền về mua thức ăn cho muốn ăn đi. Giờ mẹ con tao khác rồi, giàu chết mày thật mắt lên mà xem. Thật là quá đáng mà. Sao mẹ lấy đâu ra nhiều tiền thế nhờ? Thiếp không biết nữa, chắc lại lừa đảo ai rồi. Tiền mà cứ coi như lá đài, phí của rồi. Thôi nhặt đi nàng ơi. Các em hãy vụ chu đáo, chỉ đây cho tiền hết tiếc. Quẩy lên nào. Quẩy lên đi em ơi. Dạ mời chị ạ. Quẩy lên đi. Cái thằng em của chị đâu rồi? Em đây em đây. Phu nhân ơi, bôi cho em. Dạ đây dạ đây. Con bà định trốn đi đâu không trả nợ? Bọn em có chạy đâu, bọn em đang thu xếp tiền trả chị đây, nhưng mà bị niêm phong rồi. Hai người tính quỳnh nợ sao? Ôi chị ơi, em đâu có đâu. Em ơi này, trả tiền cho chủ nhân ta đi hả? Ôi chị ơi, là do em chưa có tiền trả thôi, chứ đâu phải là em không trả chị đâu. Tính chạy nữa à? Người đâu, xử chúng. Vâng. Dừng lại. Cứu tình đây rồi. Họ nợ ngươi bao nhiêu tiền? Bọn ta sẽ trả hộ. Đúng rồi đấy. Hai người họ nợ ta 1.000 tỷ. Ngươi có trả được không? Ê, anh Hoài, 1.000 tỷ á? Một nghìn tỷ á? Ngươi định giết người không cần dùng dao à? Ôi rồi, thôi Tấm ơi, ta hết sức rồi. Thôi, mẹ với em cố gắng nha. Tưởng thế nào? Mẹ tưởng chúng mày chênh vênh lắm cơ mà. Hết tên rồi à? Chênh vênh này cao quá, con không đỡ được mẹ. Đúng rồi. Thôi, con cứ xin. Ôi trời ơi, đúng là đại gia dân đó. Hôm nay trời đẹp thế nhỉ. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe. Ở cái kia là cái gì vậy? Phố đen gì đấy? Phố đen lên thiên đàng à? Phải ra xem mới được. Cái này là cái gì thế nhỉ? Hay là mình đi vào xem thử? Vào xem đi chứ không sao. Mà không được, mẹ bảo mấy thằng tò mò là hay chết sớm lắm. Thôi, khả năng là đi về đi ngủ là tốt nhất. Đúng rồi, đúng. Em ở đâu rồi? Cám ơi. Cô ơi. Ba ngày trôi qua. Em yêu à, em chưa đến à? Gia đình vẫn đang sốt sắng kiếm tiền và lo lắng. Không thấy đâu. Không biết giờ này Cám đang ở đâu. Không biết rằng Cám có làm sao hay không. Cái hố đen đó liệu có bí ẩn gì chăng? Mọi người đang dần đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Mọi người đã tìm ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy tiến triển gì. Thì bỗng nhiên có một bàn chân bí ẩn xuất hiện. Và đó chính là... Có phải các ngươi đang tìm một cô gái áo hồng, tóc ngắn ngang vai, người luôn béo phải không? Này cô anh... gái ta đâu? Cô gái ta đâu? Các ngươi cứ bình tĩnh. Vương quốc của ta đang bị Skibidi Toilet tấn công, nên xuất hiện rất nhiều lỗ hổng không gian. Cám vô tình đã bị hút vào đó. Không gian. Mẹ, toán mẹ học ơi, à. Thế bây giờ bọn ta phải làm cách nào? Các ngươi phải giúp ta tiêu diệt được Skibidi Toilet, thì lúc đó mới đưa cám của các ngươi về được.
Hả? Sao chúng mày còn do dự được nữa à? Đây là em của hai đứa đấy, ta đồng ý bằng mọi giá phải cứu được con gái ta. Được rồi, các người hãy theo ta. Các người hãy nhanh chóng vào đi. Đi thôi. Đây là ở đâu đây? Hay là bọn nó bắt cả mình nha, lừa mình nha? Chắc là vậy rồi. Hiện tại bọn ta là trú ẩn, nên cần sự giúp đỡ của các người. Hãy giúp bọn ta tiêu diệt Skibidi Toilet. Thế bây giờ bọn ta phải làm thế nào? Vương quốc này sẽ sớm là của ta thôi. Chủ nhân đúng thật là cao tay. Chỉ cần phục tùng ta thì ngươi sẽ không thiếu cái gì cả. Hả? Chủ nhân, có tiếng động gì vậy? Cám ơi, cám ơi, cám. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Skibidi Toilet, mau đi làm nhiệm vụ của ngươi đi. Rõ. Để tôi. Cám ơi, em đang ở đâu? Cám. Bắn chúng cho ta. Yes sir. Anh Hoàng. Tâm ơi, chạy đi. Mẹ, bên đây mà. Chạy lên mẹ. Đuổi theo cho ta. Mau lên. Cẩn thận đi. Tới đây. Ôi, anh Hoàng. Đáng sợ quá. Biết thế còn ở nhà còn hơn. Không được ở nhà. Mày vớ ba vớ vẩn em mày đi. Tâm, có chuyện gì vậy? Cô Tâm đâu? Cô Tâm đâu rồi? Hả? Alo, Tâm tỏ lũ bây giờ. Cám! Mẹ muốn chết à? Đi theo ta, tiêu diệt thế giới này. Nó đi chưa? Nó đi rồi mẹ. Hiếp rõ ta như này, thế. Này, tại em con đấy nha. Không biết thương cha thương mẹ, không biết thương anh thương chị. Cứ đi là cả, làm cả nhà đi tìm đấy. Rất là mất thời gian. Con đang đi giải cứu thế giới. Ở đây đang có biến loạn. Con là siêu anh hùng. Trách nhiệm của con rất là lớn. Trách nhiệm cái gì? Ở nhà rửa bát quét nhà còn không xong, ở đâu mà trách nhiệm? Các ngươi không chạy thoát khỏi ta đâu. Chị. Ngươi không sợ ta sao mà không chạy? Có sợ, có sợ. Mẹ. Chạy nữa đi. Các ngươi không chạy thoát đâu. Chẳng lẽ chúng ta không thoát được đây sao? Sao bọn nó lại to thế này? Ta lên. Mau giết chúng cho ta. Hả? TV man, camera man. Các người đợi đây. Các người có làm sao không? Bọn ta không sao, tí thì chết đi. Ở đây nguy hiểm lắm, các người hãy theo ta. Đi đâu mới an toàn? Ở đâu? Chủ nhân cứu em. Chủ nhân, gia đình nhà Tấm Cam đã được TV man và camera man hỗ trợ nên đã đánh em trọng thương. Đồ ngốc, sao lại để mày đánh như thế chứ? Chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm thế nào ạ? Thế nào á? Gia đình Tấm Cám, các người sẽ phải trả giá. Cái tên kia, làm sao để bọn ta trở về đây? Đúng rồi đấy, người mau đưa bọn ta trở về đi. Bọn ta tìm thấy em Cám rồi, không muốn ở đây nữa đâu. Chị đúng là không có trách nhiệm. Không được, chắc chắn là Skibidi Toilet đã về báo lại cho búp bê rồi. Rồi cô ta sẽ tới đây, các người mau nghĩ cách đi. Hả? Búp bê sao? Lại là ta. Mà không hiểu tại sao nhé, mỗi lần nhắc đến búp bê là bụng con lại tréo lên. Lại tréo lên. Đã chắc là bị ôm nhà vệ sinh. Thôi đi nhanh lên. Nhanh lên nhé, ở đây nguy hiểm lắm. Bây giờ chúng ta phải tìm cách gì để tiêu diệt búp bê. Chắc không có ai đâu nhỉ. Này, cái đứa nào vô duyên thật ấy. Sao em Cám lâu về thế mọi người? Nó đi cả tiếng. Mọi người bình tĩnh. Ở đây nguy hiểm lắm. Để tôi và cameraman đi tìm cho. Vậy ở đây đi cẩn thận. Vậy nhờ hai người nhé. Đi. Cẩn thận. Sốt ruột quá mẹ ơi. Suốt ngày đi la cả. Còn với chả cái,
Mày mà lạc lần hai nữa là tao chịu đấy. Đúng rồi đấy. Mẹ, Cám này, em ấy, em đi đâu đấy hả? Làm anh chị với mẹ sốt hết cả ruột à? Cái con Danh này, mày đi tắt cả bồn cầu à? Bây giờ mày mới ra, mấy tiếng đồng hồ. Hả? Cám, em đang làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì đó con này? Mày chứ? Búp bê, mau thả mẹ ta ra. Các người định làm gì vậy? Thả ta ra, tên khốn kiếp này. Thả ta ra. Các cô lắm, Skibidi Toilet. Buồn ta ra. Cô định làm gì? Thả ta ra. Ta sẽ giết hoàng thượng để thống trị vương quốc này. Không, ta xin ngươi, đừng làm hại bằng ta. Đừng. Giờ các ngươi chỉ còn con đường chết thôi. Không, chấp nhận không đi. Đừng. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại dám bắt nạt gia đình ta? TV man, camera man, các ngươi được lắm. Skibidi, lên. Rõ, chủ nhân. Anh em, lên. Lên đi, nhanh lên. Búp bê, mau thả ta ra. Cô mau, dừng lại đi. Đừng có nhiều lời. Hãy để chúng tôi. Camera man, lên. Các người chống lại chủ nhân ta chỉ có con đường chết thôi. Với sức mạnh của người thì không địch lại bọn ta đâu. TV, camera, cẩn thận. Cố lên anh em ơi, đừng để bị nó bắt. Skibidi Toilet, người hãy mau chết đi. Hai người mà tới đây, ta sẽ giết chúng nó. Để của mình có khác, quay xét. Búp bê, không được manh động, mau thả họ ra. Búp bê, kể cả người giết bọn ta cũng không thể thoát khỏi đây đâu. Ta sẽ phải giết chết bọn họ. Không, người mau thả ta ra. Vậy sao? Vậy để ta thử nhé. Mẹ, rất là mất thời gian. Không sao rồi, lên thôi. Mẹ, con tưởng mẹ về với các con rồi. Nhà mình thành công rồi đó. Mẹ làm gì mà dễ chết thế được. Đầu này bằng sắt đây. Đầu mẹ em cứng lắm. Con. Cảm ơn các người đã cứu lấy thành phố của ta. Không có gì. Giờ các người có thể trở về được rồi đấy. Thật á? Tạm biệt mọi người. Chúng ta về đây. Tạm biệt mọi người nhé. Cuối cùng thành phố của chúng ta cũng bình yên rồi. Chúng ta về thôi. Đi thôi.